phòng nào cũng được, kể cả phòng chưa dọn anh sẽ nói theo kiểu là chưa dọn. Ừ, bởi vì anh làm anh muốn làm thực tế. Ừ, nhiều khi khách cứ hỏi là khách sạn đấy có ổn không, tao nói nghe nói Oka Sài Gòn nó cũ lắm ví dụ thế. Thế là anh muốn là mình có sao mình nói vậy chứ không phải là quảng cáo. Ừ, anh kể cả đi nước ngoài anh làm này. Đây là hướng ra đường Nguyễn Huệ đây hả em? Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đến với một khách sạn 3 sao có tên là Oscar, một trong nhiều khách sạn thuộc hệ thống của Sài Gòn Tourist đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Oscar có vị trí đắc địa nằm ngay trên trục chính tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Huệ. Và nếu chỉ nhìn sơ sơ cảm quan từ bên ngoài vào thì Oscar không chỉ mang dáng dấp hoài cổ mà nó còn nhỏ bé so với mặt bằng chung, cơ sở hạ tầng ở những vùng lân cận. Nhưng khi đã bước vào bên trong thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ cùng check in một căn phòng để có thể tự cảm nhận. Chỉ tiếc rằng Easy Tour check in đúng vào cái thời điểm mà tất cả các phòng của Sài Gòn Oscar đã full dịch vụ, nhưng cũng rất may đã có một phòng vừa check out, nhưng bộ phận buồng phòng thì vẫn chưa kịp dọn dẹp. Tuy nhiên với từng này thôi thì dù sao cũng có thể giúp anh chị mường tượng được phần nào thực tế về cơ sở vật chất của Oscar đang ở mức độ như thế nào. Easy Tour cam kết sẽ không quảng cáo và sẽ chỉ review thực tế. Có làm sao thì chúng tôi sẽ chia sẻ làm vậy. Còn đây là nhà hàng dùng buffet cho các bữa sáng cũng như là không gian phục vụ buffet vào những bữa tối, những ngày cuối tuần. Với tâm lý chung thì hầu hết khách hàng đều thích những bữa sáng tự chọn như thế này hơn là cách chọn món tô ly thông thường. Đôi khi chỉ là một lựa chọn cho bữa ăn sáng thôi, nhưng nó đã nâng tầm hẳn vị thế khách sạn lên rất nhiều, kiểu như là nghe thấy sang hơn, xịn mịn hơn vậy. Phải thừa nhận không gian nhà hàng này không thể nào phong thủy hơn, vừa thưởng thức bữa ăn ngon, lại vừa view phố đi bộ Nguyễn Huệ, vừa sinh động, lại vừa thoáng đãng. Giờ thì chúng ta lại tiếp tục di chuyển từ nhà hàng ăn sáng để tới không gian tổ chức sự kiện ở tầng 2 của Oscar. Đây là không gian phòng họp nhỏ có sức chứa 40 khách và sẽ thêm một không gian nữa lớn hơn có sức chứa lên tới 100 khách. Nhưng tại thời điểm Easy Tour check-in thì phòng họp lớn lại đang được sử dụng, chính vì thế chúng ta chỉ có thể lướt qua bên ngoài như thế này. Một không gian xanh ngay tại tầng 2 như một điểm nhấn đã tạo nên một Oscar trở nên mềm mại hơn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chỉ sau ít phút ngắn ngủi chúng ta đã vừa cùng nhau check in một khách sạn 3 sao Oscar nằm tại trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Một không gian không mới, cơ sở vật chất không còn được như những khách sạn mới xây dựng, nhưng rõ ràng vẫn đảm bảo được những tiêu chuẩn cơ bản của một khách sạn hạng 3 sao với giá chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng trên một phòng một đêm thì cũng là cực kỳ hợp lý. Và cũng tiện đây, Easy Tour cũng xin chia sẻ rằng chúng tôi là đại lý cấp 1 cho tất cả các khách sạn hay là resort từ 3 sao trở lên trên khắp 3 miền Bắc Trung Nam. Vì vậy khi các anh chị đặt phòng qua Easy Tour thì bao giờ cũng sẽ nhận được mức ưu đãi, tức là sẽ đặt phòng được với mức giá rẻ hơn nhiều so với khi anh chị đặt phòng trực tiếp tại những khách sạn hay là resort đó. Để liên hệ trực tiếp với chúng tôi, anh chị vui lòng gọi đến số điện thoại đã được ấn định ở trên màn hình 0981188678. Cuối cùng xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip tiếp theo sau.